Rồi, hello anh em nhá. Đây em lên mình cho bác em này, mã số là 113 nha các bác nhá. Em này thì bản đuôi xòe cực kỳ đẹp luôn các bạn. Chim bộ khá là to, lông lá mượt mà nhá các bác nhá. Móng mỏ thì đầy đủ. Xin em này thì đáng tiếc một chút là nó bị lỗi ngửa nha các bác nhá. Đấy, em bán thanh lý giá 1 triệu đồng cho anh em về. Anh em chăm chơi anh em thả AV nha các bác nhá. Đấy, anh em thả AV không gian nó rộng. Đấy, nó sẽ bớt ngửa nha các bác nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, nó lỗi đấy. Nhưng mà em này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chim đã ra giọng hót trong học rồi nha các bác nhá. Đấy, bản đuôi to. Em này bản đuôi to cao cầu, chim đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, hai họa nét. Đấy, ngoài lỗi ngửa ra thì chân tay móng mỏ đầy đủ hết. Đấy, vẫn hót bình thường, chim không ảnh hưởng gì hết nha các bác nhá. Đấy, đấy, lỗi các bác. Ôi trời ơi. Em khi mình cho vào học này nó nhảy hoảng thì là nó sẽ lỗi nhiều hơn. Còn khi anh em thả AV nha, anh em nghe hót bình thường không ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Quen nhà thì nhiều khi nó không lỗi luôn đấy các bác. Anh em thả AV rộng thì chơi thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, em này mã số 113 nha các bác nhá. Đấy, giao lưu với các bác là thanh lý cho anh em là giá 1 triệu đồng thôi. Đấy, anh em nào kết thì alo, em ship toàn quốc cho anh em nhá. Đấy, hỗ trợ anh em có thể thanh toán qua nhà xe hoặc qua tàu luôn. Đấy, tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để cho anh em có thể giao dịch nhé các bác nhé. Em này thì cao cầu đuôi xòe đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, em này nếu mà chim không tật lỗi gì nhá, giá thì cũng phải là đồng 2 đồng lên, hơn 2 đồng trở lên. Đấy, bởi vì một con chim quá đẹp luôn, bản đuôi nó rất to và dày các bác nhé. Cao cầu nó đẹp, chim này đẹp tuyệt vời luôn. Em này rất cao cầu nha các bác nhé. Tiếc một chút là em nó bị lỗi thôi. Nhà thanh lý cho anh em 1 triệu, anh em nào kết alo nhá, mã số 113 anh em ạ. Đây, tiếp đến lên hình cho các bác, em này là mã số là 115 nha các bác nhá. Đấy, em này thì chân mỏ thì khá là sáng màu, chân sáng màu nha các bác nhá. Đấy, móng mèo, chim không hề tật lỗi gì hết nhá, đuôi lá vàng. Đấy, chim đã ra giọng rồi. Và em 115 này giao lưu các bác là 1.600.000 nhá. Đấy, chim không hề tật lỗi gì hết này, đuôi lá vàng, chân tay móng mỏ đầy đủ này, chim đã ra giọng rồi. Đấy, anh em về chăm lại khoảng một vài hôm thôi. Đấy, quen nhà quen chủ là sẽ hót lại nhá các bác nhá. Đấy, nó vẫn còn điện rừng em nuôi ở trong học mà nó đã ra giọng rồi. Đấy, ở ngoài mái chì là ra giọng nhá. Đấy, anh em về nuôi tách riêng ra lồng ấy thì là nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ hót nhiều hơn nhá các bác nhá. Vì ở trong lồng thì nó là lồng tập trung mà, ở trong học tập trung. Đấy, mi mọc mà mình không đủ rất là nhà em thì rất là nhiều chim nên là không đủ hết lồng để treo chim ra được. Đấy, em này bản đuôi lá vả to nhá, đuôi dài đẹp. Thiếu 1.600.000 cho em họ mi đẹp này thôi các bác nhá. Đấy, nên là anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 nhé các bác nhá. Em này mã số là 115. Hai họa em này cũng khá là nét này các bác này. Chim móng mèo nhá anh em nhá. Móng mèo chân sáng. Chim khá là cao cầu luôn. Mẫu chim hot đẹp cho anh em. Thiếu 1.600.000 nha các bác nhá. Nên là các bác nếu mà chấm được em nào thì alo nhanh cho em. Đấy, em mình đã kết rồi thì đừng tiếc cuộc điện thoại nha các bác nha. Đấy, giao lưu toàn quốc cho anh em luôn. Đấy, em gửi miền Bắc anh em nhận thì trong ngày luôn. Đấy, còn nếu mà miền Trung thì chắc là sau khoảng một ngày, còn miền Nam thì 2 ngày thì sẽ gửi vào đến nơi cho anh em nhé các bác nha. Đấy. Rồi, em này là mã số 115 mà em này là 1.600.000. Các bác kết thì có thể alo cho em nhé các bác nha. Rồi, tiếp tục lên hình cho em anh em mã số em này là mã số là 116 nha các bác nhá. Em này thì sáng sủa. Họa nét đẹp các bạn. Đấy, móng mèo nhá. Chim thì nhảy rất là khôn, không đâm mặt vào lồng. Đấy, mặt mũi đẹp nguyên như chim phần luôn nha các bác nhá. Em này thì là chim ra giọng trong học rồi và đuôi nó hơi ngắn một chút, bởi vì là khi mình vận chuyển học nhỏ, mình gửi đi xe khách ấy, để gửi được nhiều thì phải cho học nhỏ các bác. Đấy, nên là nó bị tụt đuôi. Đấy, nên là bán thanh lý về cho anh em chăm lại khoảng tháng hơn tháng thôi thì nó sẽ mọc đuôi đầy đủ. Bây giờ là đuôi là bắt đầu đang nhú ra rồi nha các bác nhé. Đấy, thì là em này là giao lưu với anh em là 1.300.000. Đấy, anh em nào kết thì alo cho em để anh em chơi hot như bình thường nha các bác nhé. Anh em chăm lại khoảng tháng hơn tháng thôi nó sẽ mọc đuôi đầy đủ. Anh em nhìn cái cổ họng là biết con chim điện rất là căng. Đấy, cổ họng đỏ nha các bác nhé. Anh em đi chọn chim là những em nào mà những con chim mà cái cổ họng nó trắng bợt ra ấy, thì là con chim đấy nó yếu và thể lực nó yếu và điện nó không căng nữa nhá, không có điện.
đấy, như những con chim mà cổ họng nó đỏ như này này, thì là thứ nhất là con chim nó khỏe mạnh đấy, thứ hai là con chim nó có điện nha các bác nhá. Em này thì móng mèo đẹp tuyệt vời luôn, đã là trường chim bộ khá là to luôn nha các bác nhá. 1.300.000 cho em họng đi đẹp này các bác nhá, không tật lỗi gì hết. Vì anh em chăm lại một thời gian thì đuôi nó sẽ dài ra thôi đấy, bảo hành cho anh em là ra đuôi đầy đủ, không ảnh hưởng đến chim hết nha các bác nhá. 1.300.000 cho em họ mi này, anh em kết thì có thể alo cho em, số điện thoại em sẽ để dưới video cho các bác nhá, các bác nhá. Em này là mã số là 116 các bác này. Em này nó khá là tĩnh chim, nó không nhảy nhiều đâu nhá các bác nhá. Đấy, em đuôi xòe này là mã số là 117 nha các bác nhá. Em này thì hót cực kỳ tốt trong học luôn các bạn. Hôm vừa về, đêm vừa về nhá, em cho ra học nó đã hót rồi. Đấy, có clip cho anh em luôn. Nếu anh em nào mà nhìn hợp nhãn em này nhá, có thể alo cho em. Đấy, em sẽ gửi clip đấy cho anh em xem. Nó ra giọng rất là tốt trong học luôn. Học tập trung nhá, chim mới về nhưng mà con này hò mỏ nhất đàn luôn. Đấy, ra giọng rất là tốt các bác nhá. Đấy, và giọng hay luôn các bạn. Nó hot luôn trong học khi mình vừa về vừa thả ra học nha các bác nhé. Bản đuôi rất đẹp, em giao lưu với bác là em này là 1.900.000 nha các bác nhé. Đấy, nếu mà anh em nào mà xem ưng em này nhá, alo cho em sẽ gửi clip hot cho anh em xem. Đấy, em này về thì anh em cho ra lồng chăm lại một vài hôm thì hot cực kỳ tốt luôn, bởi vì trong học nó đã ra giọng, nó đã mau mỏ thế rồi thì với anh em tách riêng ra anh em nuôi thì nó sẽ hot rất là tốt nha các bác nhá. Em này mã số 117 nha các bác nhá. Giao lưu các bác 1.900.000. Đấy, anh em xem nếu mà kết thì alo cho em. Zoom sát cho anh em xem qua bóng bộ nhá. Em này móng mèo các bạn. Chim rất là mau mỏ luôn. Đấy, như là mau mỏ nhất đàn nha các bác nhá. Đấy, em này cũng là em cuối cùng trong clip mà em lên nha các bác rồi. Là anh em em lên 4-5 con, anh em nào mà hợp em nào, em ưng ý em nào thì có thể alo cho em nha các bác nhá. Đấy, mỗi người thích một kiểu, mỗi người có một mắt nhìn riêng, mỗi người có sở thích riêng, nên là anh em nào mà ưng ý em nào thì alo cho em nha các bác ạ.